Trong video ngày hôm nay, 18 tháng 6 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa của cái dự án MemeFi để nhận được 2 triệu xu. Bình thường thì mọi người hay chia con này ra làm 4 phần này. Thì có những hôm là nó sẽ có những cái mật mã từ số 1 cho đến số 4, nhưng mà ngày hôm nay thì cái mật mã nó ở số 2. Và số 2 thì nó ở khoảng này, thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong tài khoản và gõ vào cái chỗ đầu con này. Chúng ta sẽ gõ 8 lần nhé, thì chúng ta sẽ nhận được là 2 triệu xu. Bây giờ mình sẽ vào trong cái tài khoản để mình bắt đầu hướng dẫn các bạn thao tác này. Dự án này thì mình cũng chia sẻ trên kênh khá là lâu rồi. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì các bạn có thể đăng ký ngay dưới cái đường link mình để phần mô tả video nhé. Có một cái lưu ý là khi mà các bạn gõ cái con này thì cái mục mà nó đào tự động ở đây là các bạn phải tắt nó đi hoặc là nó chưa khởi động nhé. Ví dụ như của mình ở đây là hết một phiên này rồi nhưng mà mình chưa khởi động phiên mới, nó đang dừng ấy. Có nghĩa là mình sẽ tắt cái auto đào tự động này đi thì mới được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gõ vào cái khoảng chỗ cái miệng con này. Chúng ta sẽ gõ 8 lần thì sẽ nhận được 2 triệu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là mình đã nhận được 2 triệu rồi. Bởi vì mình vừa mới vào xong mình làm luôn cho nên là máy nó đang bị hơi bị lag và đơ. Thì các bạn cần phải chờ một chút cho hệ thống nó lag nhé. Các bạn sẽ nhấp vào continue này để chúng ta nhận phần thưởng 2 triệu này. Cái phần thưởng này thì hàng ngày nó sẽ có vào khoảng buổi sáng là nó sẽ có cái mã của từng ngày các bạn nhé. Thì sáng ra nếu như mà hôm nào có mã thì mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn nhận 2 triệu xu của cái dự án MemeFi này. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta nhận được 2 triệu xu của cái dự án MemeFi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.